Xin chào tất cả các em. Thầy tiếp tục hướng dẫn các em học tập trong hai tiết với tác phẩm truyện Số phận con người của nhà văn Solo Khúc. Các em biết đấy, nhân loại đã trải qua những cuộc chiến tranh rất khủng khiếp. Cho đến tận bây giờ, đây đó, tiếng súng chiến tranh vẫn còn vang lên. Trong vô vàng những điều phi lý, có lẽ chiến tranh là điều phi lý nhất mà loài người đã gây ra. Trong cơn bão lửa cuồng loạn ấy, Sát người phơi trên rụng đồng trong giáo đường thành phố người mẹ điên dại vỗ tay reo mừng sát con đứa bé lõa lồ khắp tuổi thơ đi à, trên tay của thầy không phải là tuyển tập Cao khúc phản chiến của nhạc sĩ trịnh công sơn mà là những tác phẩm văn học khá nổi tiếng lấy chiến tranh làm đề tài ví dụ tác phẩm giả từ vũ khí của nhà văn Hemingway à, chẳng hạn tác phẩm ánh sáng vô hình của Anthony Doerr cũng có thể các em đã biết qua tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh. Những tác phẩm này để lại niềm xúc động sâu xa và nỗi trăn trở về thân phận của con người trong chiến tranh và thời kỳ hậu chiến. À, truyện ngắn số phận con người của nhà văn Solo Hope cũng là tác phẩm có chung đề tài. Trong sách giáo khoa chỉ là một đoạn trích thôi. Còn nếu chúng ta đọc toàn vẹn tác phẩm này, có những đoạn tôi tin rằng bạn đọc sẽ rơi nước mắt giọt nước mắt cho nỗi đau khổ con người phải hứng chịu bởi chiến tranh và cả giọt nước mắt hân hoan trước tình người. Trong hai tiết thầy sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu nội dung tư tưởng của tác phẩm thông qua đoạn trích ở cuối truyện và hy vọng rằng với những gợi mở của thầy thì các em có thể tiếp tục khai phá nội dung nghệ thuật cái hai cái đề của tác phẩm để tiếp tục tiệm cận được giá trị của tác phẩm chứ không phải bài giảng của thầy là một cách hiểu duy nhất mong được như vậy thì rất là vui À, để thuận tiện cho việc tìm cận giá trị của tác phẩm, à, thuận tiện trong việc tìm hiểu giá trị nội dung giá trị nghệ thuật của tác phẩm thì chúng ta cùng tìm hiểu một số vấn đề chung như sau. Thứ nhất, về tác giả. Tên họ tên đầy đủ của nhà văn là Mikhail Alexandrovich Solokhov. Các em lưu ý như vậy và chúng ta quen gọi là nhà văn Solokhov. Đây là hình ảnh của nhà văn Solokhov À, bức ảnh chụp năm 1938. Con sông Đông của nước Nga khi trôi ngang qua tỉnh rất tốt thì trở nên êm đềm hơn. Thảo Nguyên bên dòng sông ấy Lòng lộng gió và bạc ngàn hoa. À, nơi ấy, Solokhov ra đời vào năm 1905. Nhà văn tương lai của nước Nga ra đời ở Thảo Nguyên tươi đẹp này. À, cũng cần nhắn mạnh điểm này các em. Thiên nhiên vừa thơ mộng trữ tình vừa hùng vĩ, môi trường sống của nhiều cô giác yêu lao động rất quật cường cũng là một nhân tố để góp phần làm nên thiên tài Solokhov Thầy đưa ra một dẫn chứng Năm 1923 Solokhov Len Maksikova Vừa làm việc kiếm sống Vừa bắt đầu công việc viết vang Nhưng chỉ hai năm sau đó Năm 1925 Ông quay trở về quê hương sông Đông của ông Vì ông nhận thấy rằng Viết về đề tài vùng sông Đông Mà ở thành phố Thì thiếu hẳn chất liệu Muốn sáng tác lâu dài thì phải gắn bó với bầu trời ấy, mặt đắc cánh rừng dòng sông thảo nguyên những con người thân thuộc đó. Và bộ tiểu thuyết vĩ đại của ông, Sông Đông Em Đềm, ra đời ở đây, ra đời ở vùng Sông Đông. Nói thế để chúng ta hiểu rằng cái yếu tố hoàn cảnh cũng là một nhân tố góp phần làm những thiên tài kiệt xuất. Trong thời kỳ nội chiến, tức là từ 1918-1921, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng mà Solokhov đã sớm tham gia các hoạt động của chính quyền Soviet xã. Ví dụ, như ông tham gia công tác xóa nằm bù chữ, làm thư ký ủy ban, tham gia công tác trưng thu lương thực cứu đói và lập ra câu lạc bộ văn nghệ. Lập ra để chi? Để tuyên truyền cách mạng. Thời kỳ này, ông bắt tay vào viết những vở kịch tuyên truyền cách mạng. Những vở kịch tuyên truyền của Solo Khốt thời kỳ này giá trị nghệ thuật chưa cao, nhưng là bước khởi đầu của ông đến với văn chương. Và khi được đón nhận, thì Solo Khốt càng quyết tâm mình phải trở thành nhà văn trở thành nhà văn để phản ánh lại cái bức tranh cuộc sống mà ông đang sống đã từng sống ấy. À, uh, Solokhov còn là tấm gương, còn là tấm gương tự học, tự rèn, nỗ lực rất ghê gớm. Khi ông đang học, nội chiến nổ ra việc học gian dở. Năm 1923, ông lên Mexico vừa tự kiếm sống, vừa bắt tay vào công việc viết văn. Đến nỗi sau này, khi bộ Sông Đông Em Đềm đã nổi tiếng rồi, ông bị bôi nhỏ. Người ta cho rằng là ông đạo vang trong bộ tiểu thuyết vĩ đại này. Vì người ta không thể tin một người học hành dở dàng, một người tỉnh lẻ như Solokhov lại có thể viết được một kiệt tác như thế. Khi Chiến tranh Thế giới thứ hai bùng nổ, thì Solokhov là phóng viên mặt trận, có mặt tại nhiều chiến trường. Khi lăn lộn ở nhiều chiến trường, ông chứng kiến, kiến tặng mắt, nỗi đau khổ, sự tan thương một con người phải hứng chịu bởi chiến tranh. Và ông cũng nhận thấy rằng tinh thần lạc quan vượt lên cái đau thương ấy chính là một cái phẩm chất ưu việt của người lính Xô Viết và của nhân dân Nga. Nhờ đó mà ông có trải nghiệm, có vốn sống thực tế về chiến tranh và con người trong chiến tranh. Để rồi cái bắt tay vào sáng tác, ví dụ viết truyện số phận của người giảng hạn, đem đến sự chân thực và nỗi xúc động không cùng. À, những tác phẩm chính của Solokhov chúng ta cũng cần biết ví dụ như truyện sông đông sông đông êm đềm đất vỡ hoang số phận con người vân vân với những thành tựu to lớn thì solokhov đã nhận được giải thưởng nobel văn chương vào năm 1965 vì hoàn cảnh sáng tác truyện ngắn số phận của người. Truyện này được viết vào năm 1957, sau 10 năm nung nấu nghiền ngẫm. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc vào năm 1945, một năm sau đó, 1946, ông bắt đầu suy ngẫm nhiều về số phận con người trong chiến tranh và thời kỳ hậu chiến. Và ông nuôi ý tưởng rằng sẽ viết một cái truyện về số phận con người. Nung nấu 10 năm trời, nghiền ngẫm 10 năm trời, cảm với cái vốn sống sự trải nghiệm của mình đã giúp nhà văn hoàn thành tác phẩm này chỉ trong một tuần. Và chúng ta cũng lưu ý thêm cái bối cảnh của Liên Xô thời kỳ này, những năm 1956-1957, À, có nhiều đổi mới và cái xu hướng văn học thế giới thời kỳ này lại quan tâm nhiều đến thân phận con người bước ra từ cuộc chiến đã chấp cánh cho truyện số phận con người ra đời truyện số phận con người của solo ra đời ấy, được đánh giá là cắm một cột mốc mới trên con đường phát triển của văn học nga có nhiều cách nói khác ví dụ như là mở ra một bước ngoặt cho văn học nga mở ra một chân trời mới cho văn học nga và vì sao lại nói như thế thì chúng ta đi qua phần 3 cái đã. Thầy sẽ hướng dẫn mấy em nắm cốt truyện rồi sau đó thầy sẽ lý giải vì sao người ta đánh giá cao truyện này như là một cột mốc mới trên con đường phát triển văn học Nga. Là truyện ngắn nhưng mà dung lượng cũng khá đồ sụ, cũng có người xem đây là một truyện vừa. Đoạn trích trong sách giáo khoa trích ở phần cuối. Để hiểu được phần cuối, chúng ta cần phải nắm toàn bộ chỉnh thể của câu chuyện như sau. Mùa xuân năm 1946, trên đường đi công tác, tác giả gặp Andrei Sokolov 46 tuổi và bé Vania khoảng 5-6 tuổi tại Biển Đò. Sokolov đã kể cho tác giả nghe về cuộc đời đau khổ của mình. Trong thời kỳ nội chiến, Sokolov đi kiếm sống bằng nghề mọc ở nơi khác. Và khi về quê hương, thì người thân của mình đã qua đời trong nạn đói diễn ra sau đó. Anh kết hôn với Irina và hai người đã xây dựng được một máy ấm, có nhà, có ba đứa con hai gái và một trai và anh tạm hài lòng với những gì mình đã có thế rồi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra Sokolov nhận lệnh ra trận anh không thể nào quên được cái giây phút chia tay Irina với dự cảm chẳng lành ôm lấy anh nói trong nước mắt rằng là có thể chúng ta không còn gặp nhau nữa bỗng dưng cơn giận trào lên và anh đẩy vợ ra anh nói rằng là trong sống người ta thế à sao để anh dây dứt mãi về hành động của mình khi tàu chuyển bánh anh nhìn thấy ba đứa con của mình đứng tụm lại, đưa tay vẫy chào anh. Người vợ thì liêu siêu chạy theo anh. Anh không thể nào quên được. Sokolov bị thương hai lần, bị bắt làm tù binh trong các trại tập trung của phát xít. Bao nhiêu là đầy đọa, bao nhiêu là cơ cực. Và sau đó anh tìm cách trốn về với Hồng Quân. Khi về với Hồng Quân rồi, sau hai tuần dưỡng bệnh, để mà phục hồi lại sau cái thời gian ở tại tập trung, anh nhận tin vợ và hai con gái cùng ngôi nhà đã bị bom phát xích vùi lấp. Vì ngôi nhà của anh dựng lên bên cạnh cái cơ sở sản xuất máy bay và phát xích ném bom cái xưởng sản xuất máy bay ấy, và nhà anh cũng bị vùi lung trong bom của phát xích. Anh về đứng lặng trước cái hố bom, bây giờ cỏ đã mọc ngang ngực tịch mịch như bãi tha ma. Anh đứng lặng người. Nơi đây này, đã từng là mái nhà yên ấm hạnh phúc của mình. Bây giờ dưới cái hố bom tịch mịch như bãi tha ma này. Nó vùi lắp mái nhà của anh, vợ anh và hai con gái của anh. Anh quay trở về đơn vị. Hàng xóm cũng kể rằng khi con trai của anh nghe tin, nó cũng đứng lặng trước cái hố bom này. Rồi nó lặng lẽ ra chiến trường. Hai bố con bây giờ là hai người lính và liên lạc lại với nhau. Hẹn nhau sẽ gặp sẽ gặp mặt trong ngày chiến thắng. Và ngay trong ngày chiến thắng thì đứa con của anh đã hy sinh. Anh chôn trên đất người đất đức niềm vui sướng, niềm hy vọng cuối cùng của anh. Sau cái lớp giải ngủ, về đâu bây giờ? Về lại quê hương thì không dám sống ở nơi đó nữa. Ký ức quá đau thương. Anh sống nhờ nhà vợ, vợ chồng một người bạn, làm việc trong đội xe vận tải. Và anh gặp bé Vania, anh nhận nó làm con nuôi tưởng đã yên vậy mà đêm đêm anh vẫn mơ thấy vợ con khi chạm tay vào họ thì họ biến mất tỉnh dậy nước mắt ướt đẫm gối có một sự việc không may xảy ra anh tông một con bò bị tước mắt bằng lái và anh đưa vania ra đi anh liên lạc một người bạn ở casa đến đó làm nghề mọc rồi khi nào có được bằng lái thì lại tiếp tục tiếp tục làm nghề lái xe Kết thúc truyện là một đoạn trữ tình ngoại đề. Tác giả, tức là người kể chuyện xưng tôi ấy. Nhìn theo hai bố con, thấy họ như hai hạt cát bị bão tố chiến tranh thổi bạc từ những miền xa lạ. Nhưng mà nhìn cái tư thế tiến về phía trước của bố con Sokolov, người kể chuyện cũng tin rằng họ sẽ sống được với phẩm chất ấy. Người kể chuyện kịp quay mặt đi giấu giọt nước mắt không để Vania nhìn thấy câu chuyện là như thế đấy như vậy đoạn trích ở sách giáo khoa là chúng ta học ở đây nó nằm ở phần thứ ba sau khi nắm được nội dung của toàn bộ chuyện này rồi bây giờ thầy mới giải đáp cho mấy em vì sao người ta đánh giá cao chuyện này xem đây là một bước ngoặt của văn học nga cắm một cột mốc mới trên con đường phát triển văn học nga Số phận con người của Solokhov miêu tả chiến tranh trong bộ mặt thật của nó. Trong khi anh trong khi nhà văn lên án chiến tranh xâm lược, ngợi ca tinh thần chống xâm lược của nhân dân thì đồng thời cũng nói rất thực cái giá của chiến thắng. Đi đến tận cùng mắt mắt, sự thật được tôn trọng trong từng chi tiết từng hình ảnh. Nhà văn quan niệm phải nói cho đến cùng sự thật dù đó là sự thật cay đắng nhất với truyện này nhà văn khước từ cái lối biểu đạt khung sáo hời hợt về con người cho nên người ta mới đánh giá cao truyện này như một cái móc mới bây giờ là thầy sẽ hướng dẫn các em đọc hiểu văn bản đoạn trích trong sách giáo khoa thành công đầu tiên của truyện ngắn đó là khắc họa được chân dung những con người như những hạt cát bị bão tố chiến tranh thổi bạc tới những miền xa lạ. Những con người mà bị chiến tranh tước đoạt sạch sẽ không còn cái gì trong tay. Chúng ta gọi họ là những con người mang số phận bất hạnh. Mà cụ thể trong truyện này có một nhân vật rất điển hình đó là Sokolov, người đàn ông 46 tuổi. Để các em dễ hình dung Sokolov trong đoạn trích này, chúng ta Hãy quay trở lại, lại phần đầu của truyện. Sokolov đã từng là một người rất độc lập trong cuộc sống. Yêu lao động, có tinh thần xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. Khi chiến tranh nổ ra, anh là một người lính rất yêu quê hương, rất yêu đất nước, rất kiên cường cho kẻ thù. Có một sự việc cũng cần nhắc lại. Khi lao động khổ sai trong các trại tập trung phát xít, anh than phiền điều này và không ngờ bị báo lên cấp trên báo lên chỉ huy tên chỉ huy phía phát xít gọi anh lên bảo rằng chính tao sẽ bắn mày nhưng trước khi mày chết thì mày hãy uống một ly đi uống một ly để chúc mừng cho sự chiến thắng của phát xít trước quân nga anh từ chối vậy thì nó bảo là mày hãy uống đi chúc mừng cho cái chết của mình thì anh uống lúc đó bàn tiệc của bọn chúng đang diễn ra nó bảo ăn đi cho mày ăn và anh biết rằng nó đang chờ một cái màn rất thảm hại. Người ta bị bỏ đói lâu ngày thì người ta sẽ vô lấy thức ăn hệt như một con thú đói. Anh từ chối anh không ăn. Và chính tên chỉ huy đã ngưỡng một khí phách của anh. Tha chết và cho anh đem cái thức ăn ấy về trại. Anh đem thức ăn về anh chia đều cho đồng đội. Anh không để người ta hạ nhục cái phẩm chất của mình, của nhân dân mình. Ở trong các trại tập trung, không chỉ đau đớn về thể xác mà mỗi lần nghe bọn lính Đức kháo với nhau rằng quân Đức đang chiếm được nước Nga đấy là anh đau đớn không cùng và khi vượt tuyến về với đất nước của mình cái việc đầu tiên là anh quỳ xuống hôn mảnh đất và bật khóc một con người như thế hoàn toàn xứng đáng được hưởng hạnh phúc phải không mà quả thực số cô lớp đã từng hạnh phúc anh đã có nhiều giá trị trong tay để tự thấy mình hạnh phúc có một mái nhà một tổ ấm do chính tay mình xây ra có vợ hiền có con ngoan học giỏi đứa con thứ ba của anh rất giỏi toán thằng con trai của anh rất giỏi toán thế rồi chiến tranh càng lướt qua quét sạch quét sạch những gì anh có thế bây giờ để dễ nắm được ý chính về sô cô các em hãy trả lời câu hỏi này sau chiến tranh sô cô còn lại gì trong tay còn vợ không à vợ mất rồi hai đứa con gái đã bị bom phát xích vùi lấp cùng với ngôi nhà. Đứa con trai đâu đã hy sinh đúng vào ngày chiến thắng. Thật là trớ trêu, thật là đau đớn. Như vậy anh còn gì sau chiến tranh này? Còn chứ, còn nỗi cô độc. Đúng. Sau chiến tranh số cô lớp đối mặt với nỗi cô độc không còn người thân nào. Vợ và hai con gái đã bị vùi lấp trong bom phát xích. Con trai lại hy sinh đúng vào ngày chiến thắng mất mát quá lớn này, nỗi đau không cùng này của Sokolov cũng chính là nỗi đau của nhân dân Nga. 25 triệu người đã mất mạng trong cuộc chiến tranh chống phát xít. Sau chiến tranh, Sokolov trở thành con người vô gia cư, thiếu quê hương. Vì sao lại khái quát được như thế? Mái nhà ngày xưa của anh ấy, bây giờ là một hố bom sâu hắm anh lặng người trước hố bô máy. Anh vẫn có thể gây dựng lại được mái nhà trên mảnh đất gọi là quê hương. Nhưng anh không dám. Vì sao? Vì không dám sống ở đó nữa. Vì nơi đó khắc sâu đau thương mất mát. Anh phải đến sống nhờ gia đình một người bạn không có con. Rồi cái phần tóm tắt chuyện các em nắm. Có một biến cố rồi anh lại đến nhà một người bạn khác ở Kasaru sống. Không có một mái nhà của mình. Không có một mảnh đất để cắm rễ xuống đó gọi là quê hương không còn một người thân nào nữa chiến tranh đã tước đoạt của sokolov những gì quý giá nhất phải không quê hương mái nhà người thân niềm yêu thương niềm hy vọng vào ngày mai để sống sau chiến tranh sokolov chỉ còn là một con số không trống rỗng mà con người ta dễ cảm thấy mình vô nghĩa trên cuộc đời này khi không có mảnh đất gọi là quê hương, không có một mái nhà, không có người thân, không còn cái gì để báu víu, để tin vào ngày mai nữa. Và khi người ta cảm thấy mình sự tồn tại của mình là vô nghĩa, thì nó sẽ dẫn đến nỗi tuyệt vọng. Mà nỗi tuyệt vọng đó có sức mạnh dìm của người ta ghê gớm lắm. sau chiến tranh, số lớp phải đối mặt với những điều đó thế nhưng mất mát của chiến tranh đau thương của chiến tranh không chỉ là những gì chúng ta đã mất đi thấy được chúng ta đã mất đi mà nó còn nằm ở những gì ký ức khác sâu mãi trở thành một gánh nặng đè xuống tâm can của thời hiện tại cái đó người ta gọi là cái di chứng của chiến tranh chiến tranh khép lại rồi cái nỗi đau di chứng của chiến tranh vẫn tàn phá Sokolov rất dữ dội. Cụ thể là gì? Sokolov nhiều đêm mất ngủ. Anh thao thức với bất hạnh của đời mình. Anh dằn vặt mãi. Vì sao mình lại đẩy người vợ ra trong cái giây phút biệt lấy ấy? Trong khi người vợ níu lấy mình với một dự cảm chẳng lành. Đẩy người vợ ra rồi không bao giờ còn gặp lại người vợ ấy nữa. Đêm đêm anh nằm nhìn vào bóng tối bằng đôi mắt trống rỗng Tự hỏi Ôi cuộc đời sao mày nở dày vò hành hạ tâm hồn tao đến thế Anh không tìm thấy câu trả lời trong bóng tối Cũng không có câu trả lời nào dưới ánh mặt trời Và sau đó anh không chờ đợi câu trả lời nào nữa Những khi chợt mắt Thì anh lại mơ thấy người thân đã qua đời Chạm tay vào họ đứng bên kia bờ rào thấy bữa ai. Chạm tay vào lại biến mất Nghĩa là nỗi đau buồn ấy không hề mất đi mà vẫn cứ nhức nhối. Ban ngày, Sokolov sống cuộc đời của một công dân bình thường, mang gương mặt trẻ mạnh ra đường. Đêm về, anh sống với phần đời đầy nước mắt của mình, chợt mát lại là thấy người thân trở về trong giấc mơ. Trong giấc mơ người ta làm được nhiều điều mà trong đời thực người ta không làm đấy. Vậy mà trong giấc mơ vẫn không chạm vào được người thân Trong giấc mơ vẫn có khoảng cách Và khi mơ tan rồi Người thân của anh Bỏ anh ra đi Trả lại anh với bóng tối Với nỗi cô độc Hiện có Đêm nào cũng thế Và khi tỉnh dậy Thì gối ướt đẫm nước mắt Anh giấu giỏi lắm chỉ có mình đối diện với nước mắt của mình Còn ban ngày thì vẫn mang một cái gương mặt kẻ mạnh đi kiếm sống Thế nhưng mà thực ra anh không giấu được đâu Người ta nhìn vào đôi mắt của sô -cô -lốt, Người ta thấy có một lớp tro bao phủ Trang chứa nỗi buồn Khiến người đối diện không dám nhìn nữa kia Anh không thể giấu mình qua đôi mắt Còn riêng anh Anh thừa nhận Tim mình rượu rã lắm rồi đến phải thay bít tông thôi. Có khi giữa ban ngày mà nó nhói lên, nó thắt lại. Và anh cũng thừa nhận mình bắt đầu có dấu hiệu nghiện rượu. Anh nói với người kể chuyện, với tác giả rằng là chiều nào cũng vào quán uống rượu đến lử người. Biết là cái thứ ấy là cái thứ chết người, nhưng mà cũng uống, hình như uống để cho vơi. Nhưng mà vơi sao được? Đó chiều nào cũng uống đến lử người đấy Đêm về nếu không chăm chăm nhìn vào bóng tối Giàn vặt với bao nhiêu câu hỏi Thì chợt mát lại Cũng sẽ thấy những người thân ám ảnh Nỗi đau vẫn không buông tha Sau chiến tranh người ta chẳng hề yên ổn thế nào Trong chiến tranh thế giới thứ nhất Nhà văn uh, Huy Minh Uy Tác giả của tác phẩm Giả từ vũ khí Âm già về biển cả các em có học đoạn trích âm nhạc viễn cả cùng bao chàng trai trẻ khác tham gia chiến trường ra chiến trường và chỉ một năm sau đó Hemingway giải ngũ và ông tự nhận mình là thế hệ mất mát thế hệ vứt đi trong tác phẩm mặt trời vẫn mạc ông giải bài có một cuộc chiến mà chúng ta trả giá quá đắt có những con người bước ra cuộc khỏi cuộc chiến ấy không còn yên ổn nữa. tháng tiếp tháng, năm tiếp năm, ngày ngày mặt mặt trời vẫn mạc và lặng, nhưng mà cuộc sống vẫn không còn yên ổn, con người bước ra khỏi cuộc chiến ấy đã không còn yên bình nữa, họ lạc lắm vô cùng. Chúng ta đối chiếu như thế để thấy cái gương mặt chiến tranh ở phương trời nào cũng như nhau. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi số phận là gì chưa? có cái gọi là số phận con người không? Tại sao người này giàu có, người kia lại nghèo khó một đời? Tại sao người này lại trường thọ, người kia lại đoản mệnh khi đang giữa chừng xuân? Người này có đôi hạnh phúc ấm êm, người kia thì lại cô độc. Con chim có đôi, con am có hoa, hai người yêu nhau tìm câu hò hẹn. Trên đời anh chẳng có em. Theo từ điển tiếng Việt, xuất bản năm 1997 của Đại học Khoa học Xã hội định nghĩa số phận là cái yếu tố mà định đoạt cuộc đời một con người sung sướng hay đau khổ, sống lâu hay mất sớm do một cái sức thiên liêng nào đó. Có thể có ai đó sẽ không tin nó làm gì có số phận nhưng cũng sẽ có người đến một độ tuổi nào đó lại cho rằng có số phận đấy. Số phận nó thay ta quyết định nhiều thứ rất quan trọng mà nó không thèm hỏi ý kiến ta. Cũng không cần bận tâm ta vui hay bùng cảm xúc của ta trước quyết định của nó đâu. Như vậy, có số phận hay không thì thôi câu trả lời dành cho mỗi người. Các bạn hãy tự hãy tự đoán lấy. Riêng trong trường hợp của Cô Sokolov ở đây, chúng ta thấy những bất hạnh mà anh đeo mang, anh phải gánh không phải từ một cái sức thiên liêng mà do đâu? Do chiến tranh phi nghĩa gây ra. Bất hạnh anh mang chính là hậu quả của chiến tranh do chính loài người gây ra trút xuống con người. Như vậy, sau khi đã hướng dẫn các em tìm hiểu những vấn đề cơ bản về tác giả, về hoàn cảnh, sáng tác, về những nội dung cơ bản của những hình tượng xô cô lớp ở trong đoạn trích, thì chúng ta làm một vài bài tập củng cố nội dung. Câu 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng thời điểm ra đời của tác phẩm số phận con người? A. Chiến tranh thế giới thứ nhất. B. Chiến tranh thế giới thứ hai. C. Chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Soviet. D. Sau chiến tranh thế giới thứ hai. Câu này là kiểm tra hoàn cảnh ra đời đây. Đáp án đúng phải là sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mình viết vào năm 1957. Câu 2. Tác phẩm số phận con người của Solokhov thuộc thể loại nào? A. Tiểu thuyết. B. Truyện ngắn C. Ký sự D. Hồi ký Và đáp án đúng là truyện ngắn Câu 3 Nhân vật Sokolov đã chôn trên đất người đất đức Niềm vui sướng và niềm hy vọng cuối cùng Cách nói này chỉ việc anh chôn các ai A. Người vợ của anh B. Con gái của anh C. Con trai của anh Và D. Người đồng đội thân thiết của anh Và đáp án là con trai của anh. Câu 4. Có liên quan đến nội dung bài học, cái phần phân tích tác phẩm này. Sau khi giải ngũ, vì sao sô cô lớp không dám về lại quê hương sinh sống? A. vì nơi đó ghi dấu cái chết thương tâm của con trai anh. B. Vì nơi đó ghi dấu mất mát quá lớn, mái nhà cùng vợ và hai con gái. C. Vì nơi đó anh đã gặp sự cố bị tước mắt bằng lái xe. D vì nơi đó anh không thể kiếm sống bằng nghề lái xe. Và chúng ta phải chọn đáp án nào? Đây, vì nơi đó để ghi dấu mất mát quá, quá lớn, mấy nhà cùng vợ và hai con gái. Như vậy, trong tiết học vừa rồi, thầy đã hướng dẫn các em nắm những vấn đề chính như các thông tin về tác giả hoàn cảnh sáng tác, vị trí của tác phẩm này trong lịch sử văn học, rồi nội dung chính của truyện và những vấn đề chính của hình tượng Sokolov ở đoạn cuối tác phẩm phần nào soi sáng được nội dung tư tưởng của toàn tác phẩm à, tiết học đến đây là hết hẹn gặp lại các em trong tiết học thứ hai của bài học này